Qua hơn 30 năm đổi mới, diện mạo kinh tế Việt Nam đã thay đổi căn bản. Kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao, đời sống người dân được cải thiện, Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới và khu vực đang có nhiều thay đổi. Với sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, toàn cầu hóa và thị trường hóa đi vào chiều sâu, yếu tố địa chính trị và địa kinh tế có nhiều diễn biến mới. Những thay đổi này có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh như vậy, Việt Nam đặt ra mục tiêu phấn đấu sớm trở thành nước công nghiệp hiện đại, có mức thu nhập trung bình cao. Nhằm đạt mục tiêu này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Australia giới thiệu ấn phẩm Khung chính sách kinh tế Việt Nam dựa trên những quan điểm, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng và các chính sách của nhà nước từ Đại hội 12 đến nay. Ấn phẩm nêu rõ 3 trụ cột và 6 trọng tâm cải cách trên cơ sở nền tảng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, hiện đại, hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0. Trụ cột 1: thịnh vượng kinh tế, bền vững môi trường, bao gồm 4 trọng tâm: hiện đại hóa nền kinh tế và phát triển khu vực tư nhân, phát triển năng lực đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị và lãnh thổ, phát triển bền vững môi trường. Trụ cột 2: công bằng và hòa nhập xã hội. Trụ cột 3: nhà nước hiệu quả và trách nhiệm giải trình. Các động lực tăng trưởng ở tầm trung hạn bao gồm: 1. Phát triển khu vực tư nhân, bao gồm 3 nhóm chính sách chính: khuyến khích khu vực tư nhân, cải cách doanh nghiệp nhà nước, thu hút FDI hiệu quả. 2. Nhân lực và đổi mới sáng tạo, trong đó hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường công nghiệp, ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển nhân lực, cải cách toàn diện giáo dục, trước hết là đại học và đào tạo nghề, ưu tiên toàn dụng nguồn lao động qua đào tạo. 3. Hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo đột phá về hạ tầng và nâng cao hiệu quả đầu tư công. 4. Bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo phù hợp với kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập và đảm bảo quyền làm chủ của người dân. Với những động lực tăng trưởng mới nêu trên, chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng nền kinh tế bước vào thời kỳ mới sẽ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, sẻ chia ý tưởng, cùng chung khát vọng, kinh tế thịnh vượng, xã hội hài hòa và tương lai bền vững. Người dân là trọng tâm của quá trình cải cách, phát triển của mỗi quốc gia và mọi chính sách của chính phủ đều phải hướng tới hạnh phúc của người dân.